mẹ nuôi con, mẹ cho con ăn học bằng người. Con ơi cứ tưởng rằng đến lúc mẹ về già mẹ được cậy vào con, nhưng ai ngờ đâu con bao hiếu cho mẹ thế này à con ơi. Con bao hiếu cho mẹ thế này à Quỳnh ơi, này Quỳnh ơi. Sao con không nói trên đời con nói cho mẹ, con bao hiếu cho mẹ mà con bỏ mẹ thế này. Con ơi tuổi trẻ phần già, con ơi người ta thì 80, còn con 50 mùa xuân đâu đưa mấy đại điều. Con trai ơi, con ơi, con đi cây biển phương trời. Con ơi, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, cứ mòn mỏi trông cho con đến bao giờ. Con ơi, lấy mẹ sinh con ra, mẹ cứ tưởng rằng mẹ bao hiếu cho con đi như thế này. Con là cướp công của mẹ rồi. Con mi ơi cướp má công mẹ rồi, có khổ hay không mẹ? Nay ai đã làm cho ai dùng khi để lá bài ta cành. Ngày hôm nay lá xanh để rồi, đã dùng được lá bài lá xanh dùng được lá bài. Mẹ vẫn còn là đây đấy. Con ơi, Quỳnh ơi, mẹ đang khóc gọi con ơi. Đau xót quá Quỳnh ơi, mẹ mất con rồi. Ơi con còn ai chưa chưa sáng cho mẹ, còn ai chưa chưa sáng cho mẹ đang khóc khi gọi con. Thank you.
cho tuấn rồi trông hoa đi trông hoàng nghề cháu hiếu các cháu về lễ viếng ngày xuân nghi vào có một đồng còn đây này đại tứ khóc lời than của vợ tôi hết rồi hết đời trông đó là tứ khóc lời than của trông nhật con người bằng ba mà lên đi nhang chậm tập lên nhang chậm con ôi chú ơi muốn là gì đến ngày hôm nay sao chú ở đây cháu để rồi để rồi chú đi à đâu chú đưa chú đi biển biển xa cô ăn cô uống để khỏe mạnh cho ngọc vân đến đây vẫn được nhìn đi chú Hãy subscribe.
ôi khi anh nhớ có miếng con rồi miếng hoạt miếng hạ bụi các em về đấy để rồi anh vui vẻ anh nói cười anh em ngồi đấy kia sau khi thắp nén tâm nhang làm lễ xong với quý vị về nơi đón tiếp của gia đình để xây thuốc và chia buồn cùng gia đình tăng quyến, gia đình xin được trân trọng cảm ơn.